Bây giờ có một Phật tử khác hỏi: kính bạch sư ông, thời gian gần đây con tập dụng công, trong tỉnh giác, vọng đến, vọng đi đều biết. Đôi khi con dính mắt có những miệng tham sân khởi lên. Vì mới tập tu sức tỉnh giác còn yếu, con phải nhìn đến khi nguyên nhân kích động khởi tham sân hết, con tu trở lại vọng, vọng đến, vọng đi đều biết. Con dụng công như vậy có đúng không? Kính xin sư ông từ bi thương xót chỉ dạy chỗ mê mờ cho con, để con có thêm niềm tin vân vân. Thì cái câu Phật tử này hỏi là dùng cái sự tỉnh giác thấy vọng đến, vọng đi biết. Tôi thường hay nhắc vậy: đến thì biết không theo, còn đi rồi thì biết không có vọng. Như vậy mà có những cái niệm tham sân khởi lên, vì mới tập tu còn yếu cho nên sức tỉnh giác không có thể kềm chế nó được, nên nó có cái những cái kích động tham sân si, là những kích động nó khởi lên thì dẹp không được. Như vậy phải tìm cái nguyên nhân của nó để coi từ đâu mà nó có ra, từ đâu mà có tham, từ đâu có sân, vân vân. Khi tìm tận gốc nó thì nó hết, thì dụng như vậy, rồi hết rồi thì trở lại, vọng đến thì biết, vọng đi thì thôi, thì như vậy công phu có được không? Thì ở chỗ này tôi xin giải thích, vị này cũng đang tu. Nếu khi vọng đến mình biết nó liền lặng, hoặc là khi nó lặng rồi thì biết lúc này không còn, nhưng mà cái vọng mạnh quá thì tự nhiên mình biết vậy nó không có thể sạch được hay là dừng được, thì lúc đó mình cần tìm coi vọng từ đâu mà ra. Thì cái tìm đó, đó là cái phương tiện mà lúc trước tôi đã dạy tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo tổ Huệ Khả đem tâm ra ta an cho. Ngài nói con tìm tâm không được đó, thì Ngài nói đã an tâm cho ngươi rồi. Thì chính cái tiền mà nó hết đó, đó là an tâm. Thì ứng dụng cái tiền nguyên nhân từ đâu mà có tham, có sân, thì cái đó làm cái tốt chứ không có lỗi lầm gì. Đến một Phật tử: kính bạch Hòa Thượng, con có vài thắc mắc mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Một ly nước để nơi kính không có gió thì nước sẽ không dao động. Như vậy người tu hành ở nơi hẻo lánh như núi non, hang cốc, hoàn cảnh thanh tịnh làm cho tâm lâu dần cũng thanh tịnh theo và trở nên thuần thục. Như vậy đến khi chết thì người đó sẽ sinh nơi cõi cực lạc thanh tịnh. Bậc Hòa Thượng có đúng như vậy không? Câu hỏi thứ hai: trong kinh có nói đến cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng, con không hiểu tại sao ở cõi đó là người không có cái nghĩ tưởng, mà ngay cả cái không nghĩ tưởng đó cũng không luôn, tất nhiên là không còn vọng tưởng, nhưng sao họ vẫn ở trong vòng luân hồi chưa được giải thoát? Câu thứ ba: nhập diệt thịnh tịnh làm sao, có gì khác với vô tưởng không? Thì ba câu hỏi này, trước hết thì tôi trả lời câu thứ nhất: một ly nước để nơi kín không có gió, đó là cái dụ nên nó không có dao động. Người tu cũng vậy, ở nơi hẻo lánh núi non, không có cái chuyện bận rộn thì tâm thanh tịnh. Thì như vậy tâm thanh tịnh nó chết thì sanh về cõi cực lạc, thì có đúng như vậy không? Thì tôi cũng xin giải thích rõ: nếu mình ở một nơi vắng vẻ, không có người, không có cái chuyện bận rộn đến với mình thì nó dễ yên. Nhưng mà cũng có những người ở chỗ vắng nó lại ồn hơn ở chỗ đông nữa. Nói ví dụ như quý Phật tử thấy ban ngày mình đi lăng xăng lộn xộn mà rồi tâm mình ít nhảy, ít chạy, tối ngồi của mình nó lại chạy tiếp luôn, phải không? Thì cái đó nó an hay là không an chưa hẳn là ở chỗ vắng hay là ở chỗ động, nhưng mà cái phương tiện đầu thì ở chỗ vắng nó dễ tu hơn,
ở chỗ động, cái đó là cái phương tiện chứ không phải là cứu kính. Người hiếm gì người ở nơi vắng mà họ lại trao động, đó là cái điều thực. Cho nên hồi xưa người ta hay dè dặt bảo mình đọc thiện kỳ thân đó, khi ở riêng một mình phải dè dặt, chứ còn đừng có tưởng ở riêng là tốt hết. Chứ ở riêng mà biết tu, ở chỗ vắng mà biết tu á thì có lợi lớn, ở chỗ vắng mà không biết tu á thì chưa chắc đã có lợi. Bởi vì cái tâm mình nó không phải đợi có cảnh nó mới chạy, mà nó muốn chạy đâu nó chạy. Cái hiện tại không có thì nó lôi cái quá khứ ra. Vì vậy cho nên khéo sử dụng, khéo tập thì nó có kết quả tốt. Thì như vậy dù ở chỗ vắng hay ở chỗ động mà tâm mình thanh tịnh thì được sanh cõi tịnh, cái đó thì chắc chắn. Chứ còn nói ở chỗ vắng tâm thanh tịnh được sanh cõi Phật thì chưa chắc. Đó. Giờ câu hỏi thứ hai, ở trong kinh nó có quả trời phi tưởng, phi tưởng, tại sao mà không có tưởng mà rồi chưa được giải thoát? Thì đây là Phật tử này hiểu lầm cái chữ phi tưởng, phi tưởng. Nghĩa là quả trời phi tưởng là không cái tưởng thô, phi tưởng tức là không phải không có cái tưởng tế, không có cái tưởng thô mà còn cái tưởng tế, cho nên nó còn ở trong luân hồi. Chứ không phải là không có tưởng. Câu hỏi thứ ba, nhập diệt tịnh định làm sao? Là sao? Có gì khác với vô tưởng không? Câu hỏi này đúng ra thì tôi không trả lời, vì tôi chưa có nhập diệt tịnh định. Hỏi sao thì làm sao tôi nói? Nói cái mình chưa làm thì nói không đúng, phải không? Nhưng mà theo kinh thì nói nhập diệt tịnh định là giết sạch hết mọi cái niệm tưởng từ thô đến tế. Bởi vậy cho nên gọi là diệt tận cái định, diệt hết sạch mọi cái tưởng từ thô đến tế. Còn cái phi tưởng thì hết cái thô mà còn cái tế. Vì vậy mà diệt tận định nó không phải là cõi trời vô tưởng thiên. Vì diệt tận định đây là diệt tất cả những cái tưởng, những cái phiền não sạch hết rồi thì mới được gọi là nhập diệt tịnh định. Còn vô tưởng thiên là chỉ là phải trời dứt cái tưởng mà những cái nghiệp lâu đời của mình, như là cái thói quen tham sân si của mình nó chưa sạch thì gặp duyên cho nó cũng sống trở dậy, cho nên nó khác với cái diệt tịnh định. Kính bạch thầy, xin thầy từ bi giảng giải cho Phật tử chúng con hiểu thế nào là Như Lai tại triền. Hai, và Đức Tỳ Lô Giá Na Phật có phải là một vị cổ Phật không? Thì đây, Như Lai tại triền, đây là ở trong kinh Đại Thừa thường hay nói Như Lai xuất triền và Như Lai tại triền. Như Lai tại triền tức là Như Lai mà còn ở trong cái trói buộc, triền là triền phược đó, tức là trong cái trói buộc, và Như Lai ra khỏi cái trói buộc. Bây giờ Như Lai tại triền thì quý vị nghĩ Ngài ở đâu? Ngài ở đâu đây nè, thấy không? Thì ngay trong cái thân Ngài còn bị sự trói buộc mà có Như Lai trong rồi, đó gọi là Như Lai tại triền. Còn khi mà dứt hết mọi cái trói buộc rồi thành Phật thì gọi là Như Lai xuất triền. Còn Đức Tỳ Lô Giá Na Phật có phải là một vị cổ Phật không? Tỳ Lô Giá Na đó là tiếng Phạn, chúng ta dịch là Pháp Thân. Pháp Thân thì cái thân đó nó không có hình, không có tướng. Mà trong kinh Pháp Hoa tôi có giảng cái chỗ nói về hiện bảo tháp đó, thì Đức Đa Bảo là tôi nói đó là Pháp Thân, Phật Thích Ca đó là Báo Thân, vân vân. Thì như vậy Tỳ Lô Giá Na đó
là chỉ cho pháp thân. Pháp thân thì không có nói xưa, không có nói nay, huống là nói có cổ có kim. Thì nó không có cổ kim. Rồi Phật tử khác hỏi: một, chân tâm, chân như Phật tánh, pháp tánh, trí huệ, duyên giác có đồng nghĩa hay không? Hai, người giữ giới sắp sanh trong tam nghiệp, thuộc hàng tại gia, đang trường trai, nhớ cha mẹ, ăn mặn, bắt buộc phải sắp sanh thì sao? Câu hỏi này, câu hỏi thứ ba: Bát Nhã Tâm Kinh do Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng giải, nói, soi thấy năm uẩn đều không, bằng cách nào? Chữ không đây là soi thấy năm uẩn đều không có, tự tánh, chứ không phải là không ngơ, không trơn, hay là chân không. Nhưng Hòa Thượng Thích Thiện Hoa giải, lấy năm uẩn so sánh với chân không, không khác, đó là tình đạo lý thứ nhất. Đến tình đạo lý thứ hai thì giải năm uẩn tức là chân không tức là năm uẩn, vấn đề này như thế nào? Bây giờ trước hết, chân tâm, chân như Phật tánh, pháp tánh, trí huệ, viên giác, viên danh có đồng nghĩa hay không? Thì nghĩa thì khác. Bởi vì nói chân tâm thì nếu cách nghĩa thì phải khác, nói chân như thì cách nghĩa nó khác với chân tâm, nói Phật tánh thì cách nghĩa khác, nói pháp tánh thì cách nghĩa khác với Phật tánh, vân vân. Nhưng mà nghĩa thì khác, nhưng cái thể nó không có khác, chữ nghĩa khác mà cái thể nó không có khác. Rồi câu hỏi khác là giới sắc tâm trong tam niệm thuộc hàng tại gia, đang trường trai. Nếu người nào ở tại gia mà ăn chay trường thì cha mẹ ăn mặn bắt buộc phải sắp sanh thì sao? Thì nên sắp sanh hay là không nên sắp sanh? Mà sắp sanh này chắc là đọt đầu cá hay cắt cổ gà chẳng hạn. Thì như vậy thì quý vị nghĩ phải làm sao đây? Tôi thấy hồi xưa các cái vị lớn tuổi hay dạy, nếu mà muốn cắt cổ gà mà không có tội á thì phải làm sao? Vừa đè cổ cắt mà vừa tụng chú giảng thành cho nó. Rồi, thì cái điều đó thấy thì coi như mình cũng nghĩ tới nó nhiều. Nhưng mà giờ tôi đặt câu hỏi lại, giả sử có người nào khỏe mạnh như thế này mà ai lại cái đè cổ mình cắt cổ, tôi tụng chú giảng sanh cho anh cho chị về bên kia đó, mình chịu không? Chắc là không chịu rồi. Thì như vậy mình làm ác mà muốn che đậy cho nó yên lòng bằng cách tụng chú, chứ thiệt ra thì cái đó nó không có hợp lý. Mình không có cái lòng thương nó thì thôi, chứ còn đã là thương nó thì đừng cắt cổ nó. Còn cắt cổ nó là không thương, chứ vừa cắt cổ mà vừa cầu sẽ giảm sanh thì là vô lý quá. Nhưng mà trường hợp của Phật tử này đã lỡ ăn chay trường, bây giờ giả sử cha mẹ ở quê mà bảo mình phải cắt cổ gà hay là đập đầu cá rồi đó, thì Phật tử này phải làm sao cho nó hợp với đạo lý? Thì tôi đề ra hai cách. Một cách thứ nhất là mình vì thương cha mẹ, cha mẹ không có ăn chay như mình được, thì mình làm, mình chấp nhận, mình chịu tội hết để cho cha mẹ mình được vui. Thì như vậy với cái lòng hiếu thảo thì cái đó là mình chịu tội để cha mẹ được ăn ngon thì tốt, vì mình chịu tội chứ đừng đòi mình được hiếu mà lại không có tội nữa, thì cái điều đó tàn quá. Phải không? Mình chịu tội để cho cha mẹ được bữa ăn ngon thì đó là tốt,
Như hồi xưa có nhiều hòa thượng, như hòa thượng ở chùa Từ Hiếu, ngài còn vào ngã già, ngài phải đi chợ mua cá về làm vui mẹ ăn để chấp nhận mình có tội, vì để đền cái công ơn sinh thành của cha mẹ, mình chịu tội để cha mẹ ăn ngon, được khỏe mạnh, thì cái đó là cái mình chịu tội. Chứ đừng có hỏi làm vậy có tội không, thì không được. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Và ý nghĩa thứ hai, nếu Phật tử này có cái khả năng khá, tức là khuyên cha mẹ lần lần ăn chay luôn để mình khỏi phạm tội sát sanh thì tốt. Chứ còn đừng hỏi tôi lần làm vậy có tội không, đừng hỏi cái đó. Xin còn câu nữa, tại sao là thì dẫn giữa tôi giảng và hòa thượng viện trưởng hồi xưa giảng ở đàn Bát Nhã Tông Kinh cho tôi giảng thì nói rằng soi thấy năm quẩn đều không bằng cách nào, chỉ không đây là soi thấy năm quẩn đều không có tự tánh, chứ không phải là không ngơ không trên hay là trên không. Nhưng mà hòa thượng viện trưởng thì ngài nói thì thấy năm quẩn so sánh với trên không, không khác đó là từng đạo lý thứ nhất đến từ đạo thứ hai. Đạo lý thứ hai thì giải năm quẩn tức là chân không tức là năm quẩn. Thì hai cái điều này quý Phật tử nên hiểu cho rõ. Tôi nói cái không tự tánh, mà không tự tánh tức là không có cái thực thể, năm quẩn nó không có thực thể. Như tôi thường ví dụ, tôi nói đây là một cái bàn tay, khi tôi co năm ngón lại thì gọi là nắm tay. Thì nắm tay này, cái gì là thực thể của nắm tay? Nếu năm ngón tôi buông ra, viên tàn, nó không có thực thể. Mà chẳng những nắm tay không có thực thể, mà muôn sự muôn vật thế giới này do duyên hợp đều không thực thể hết. Bởi duyên hợp tạm có, duyên ly tán thành không, như vậy có trong cái thể tánh không. Do đó cho nên tôi nói nó là tánh không. Mà tánh không thì trong kinh có chỗ cũng nói là chân không, bởi vì cái tánh không nó không có giờ đổi, ở sự vật nào cũng là tánh không. Cho nên rồi nó không có đổi dời, lấy không đổi dời cho nên gọi nó là chân không. Thì nó không có gì mâu thuẫn hết. Đây một câu hỏi khác. Kính bậc hòa thượng, con có một vài thắc mắc, kính mong hòa thượng giảng giải. Một người cùng một lúc không thể làm hai công việc được, ví dụ như một người không thể vừa đọc sách vừa nghe radio. Nếu tai lắng nghe thì mắt tuy đọc nhưng không hiểu sách nói gì. Còn trong Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Địa Tạng có nói Phật Thích Ca và Bồ Tát Địa Tạng phân thân đi mười phương để hóa độ chúng sanh. Để có thật Phật và Bồ Tát phân thân đi khắp mười phương không? Và nghĩa bóng của việc đó có ý dạy gì? Hai, cõi trời là cõi của những người có phước báo tốt lành, thường làm việc thiện. Nhưng sao ma ba tuần thường hay phá Phật mà cũng ở cõi trời? Bây giờ hai câu này trả lời hết giờ rồi. Người câu thứ nhất, Phật tử này nói rằng một người thì chỉ có khả năng làm một việc, chứ đồng thời hai ba việc thì nó phân tán. Nhưng mà Phật tử này lại so sánh với Phật, với Bồ Tát quá thân như làm Phật tử nhiều nơi. Thì như vậy làm không được, làm việc này quên việc kia đi, thì giống như mình. Thì như vậy thì lấy cái lượng phàm mà lường cái tâm thánh thì hai cái nó không có giống. Bởi vì rất tiếc là tôi chưa được làm Bồ Tát, tôi chưa có phân thân được, tôi chưa biết phân thân sao. Nhưng mà với Phật với Bồ Tát thì các ngài phân thân đi giáo hóa, thì cái đó chắc phải đợi khi nào chúng ta chứng tới đó mới biết. Chứ bây giờ so sánh thì khó so sánh được, vì cái
khả năng phàm tục của mình với cái khả năng của bậc thánh, hai bên nó khác nhau, không thể đem so sánh được. Vì vậy mà tôi chỉ nói không phải Bồ Tát Phật giống mình mà một lúc làm hai việc không được. Mình thì khác, các ngài khác, chúng ta đừng lấy đó so sánh thì không đúng. Bây giờ câu hỏi thứ hai, phải trời là phải của những người có phước báo tốt lành, thường làm việc thiện, nhưng sao ma ba tuần thường hay phá Phật mà cũng ở phải trời? Câu hỏi này có lý, nghĩa là đã là ở phải trời thì không phải là ma, phải không? Mà phải sao ma mà được ở phải trời? Quý vị nên hiểu rõ thế này, ở thế gian này chúng ta thấy có nhiều người tu, nhưng mà họ tu không có đúng với chánh pháp, mà họ cũng làm lành, họ cũng làm tốt, làm lành làm tốt, nhưng mà có những cái niệm làm mà có cái mong cầu thụ hưởng cái gì đó, họ có những cái niệm mong cầu thụ hưởng, cho nên họ được phước, họ được phước, họ sanh ở cõi tốt là cõi trời, nhưng mà cái niệm tà nó chưa có hết, cho nên gọi là ma. Ma nhưng mà nhiều phước hơn mình, bởi vì họ có làm lành. Thiếu gì quý vị thấy, như chúng ta thấy có nhiều người họ không tu theo Phật mà họ cũng làm những điều lành điều tốt, họ cũng cố gắng mà họ nhập định được theo, nhưng mà cái định khác, nó không phải là cái chánh định. Thì những cái định tà, những cái điều họ làm tốt nhưng mà cái hướng theo hướng tà, thành ra sanh cõi lành mà nó thuộc về ma, nó có phước hơn mình. Còn mình làm sơ sơ thì tránh, mà nó tránh sơ sơ thôi, không có tộc cùng, không có đến nơi đến chốn, cho nên được làm người, làm người ít phước hơn những người kia. Cho nên quý vị thấy có nhiều người họ cũng làm việc nghĩa, họ cũng trị bệnh, họ làm đủ thứ hết, nhưng mà với cái tâm gọi là đi theo cái đường tà, đường ngoại đạo, nó có những cái phước mà nó không có đúng như cái con đường giải thoát. Vì vậy nên được sanh ra cõi trời mà gọi là ma ba tuần. Thì như vậy thì tất cả quý Phật tử, có những cái gì đã hỏi tôi trả lời sơ qua, thì quý vị nghe hiểu rồi khéo ứng dụng. Chứ còn thật ra hỏi thì hỏi hoài cũng không hết, hết cái này tới cái kia, nhưng mỗi lần trả lời một ít để giải cái nghi ngờ cho quý Phật tử nhớ ứng dụng tu. Rồi còn những cái cặn lại thì kỳ sau chúng tôi sẽ trả lời tiếp. Bây giờ tới phần hỏi. Đây, bây giờ tôi đọc lại những cái câu hỏi của quý Phật tử kỳ trước. Những gì hỏi ở đây không biết hôm nay có mặt hay không, nhưng mà thôi thì một người hỏi là thay cho nhiều người hỏi. Có một Phật tử kỳ trước hỏi thế này: kính bạch thầy, xin thầy giảng giải cho chúng con hiểu câu nói của Đức Phật. Tôi nói đây là dẫn trong A Hàm hay là Nikaya: A Nan Đà ơi, nếu không có phụ nữ xuất gia trong giáo pháp của Như Lai đã giáo truyền, thừa, phạm hạnh còn tồn tại trong thế gian này 1000 năm, nhưng có phụ nữ xuất gia trong tăng đoàn của Như Lai giáo truyền thừa phạm hạnh chỉ tồn tại 500 năm. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: thưa thầy, khi con thấy mình bị yếu đuối trước ngoại cảnh, con cần xin Phật, xin thầy trợ giúp con có sức vượt qua. Chính các thầy k
có loại sai không? Con cầu xin thầy từ bi chỉ bảo, vì có lẽ viết gốc của thằng không rõ cho con rõ. Thì hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là Phật tử này đọc ở trong giáo lý A Hàm, thấy có chỗ Đức Phật nói với ngài A Nan, đây là cái chỗ mà ngài A Nan xin cho bà Di Mẫu, tức là bà Mahavasabade được xuất gia. Thì khi đó Phật mới than với ngài A Nan rằng nếu cho thái nữ xuất gia thì giáo lý của Như Lai sẽ bớt hết 500 năm. Thì như vậy thì Phật tử này nghi tại sao vậy? Thì chỗ này tôi xin nói rõ, ngày nay phái nữ xuất gia nó dễ hơn ngày xưa phái nữ xuất gia. Vì ngày xưa hồi Phật tại thế không có chùa, cũng không có tịnh xá, mà người nữ xuất gia rồi sống lang thang trong rừng, miếu, đền, không có chỗ an trú, thì quý vị thấy dễ là khó? Thật là một vấn đề không có giản đơn, mà lại còn nhiều cái chuyện khó khăn bị người ta phát thách nữa. Cho nên là Phật cứ dạy chư tăng an cư ở đâu thì chư nghi cũng phải ở gần để mà có sự bảo vệ cho. Mà quý vị thấy người nam người nữ ở gần thì hay có cái gì? Hay có cái bệnh ái, do đó mà làm cho tăng đoàn không được thanh tịnh. Còn nếu sắp rời ở xa thì sợ tai nạn, không ai bảo vệ. Đó là một vấn đề nan giải của Đức Phật. Cho nên ngài không muốn, ngài muốn để cho tăng đoàn không, chứ tăng không thì nó dễ hơn, có chư nghi thì nó hơi kẹt, nó khó vậy. Cho nên ngài nói nếu mà cho phái nữ đi xuất gia thì phải suy giảm mất đi 500 năm, là lý do đó đó. Còn bây giờ thì hơi khác, chư ni thì có tập thể chư ni, có chùa chiền ở kín đáo đàng hoàng. Chư tăng này có tập thể của chư tăng, phải có lo bảo vệ. Ngày xưa là sống lang thang, không nhà, không chùa, không tỉnh xá, mà muốn cho được an toàn tu hành thì tự nhiên Phật phải ra lệnh chư ni ở đâu đó thì phải có ở gần chư tăng để mà có cái sự bảo vệ. Đó là cái hoàn cảnh khó khăn. Cho nên nói rằng nếu mà có một cái gánh nặng đó nữa thì phải suy yếu, thì cái điều đó hợp lý như cái gì đâu, phải không? Nhưng mà với tinh thần bình đẳng thì Phật không thể không cho, nhưng mà Phật thấy nó là cái khó khăn, khó giải quyết cho tăng đoàn kia đó. Cho nên Phật mới nói nó suy yếu là chỗ đó. Còn câu hỏi thứ hai của Phật tử này là nói rằng trong khi tu thấy mình yếu đuối, gặp ngoại cảnh bị nó lôi cuốn, bây giờ cầu xin Phật cứu, cầu xin thầy cứu, vậy có lỗi gì không? Lỗi không? Nếu yếu quá thì cầu cứu cũng tạm được, nhưng mà cầu cứu đó là nhờ nghĩ tới Phật, nghĩ tới quý thầy, tâm mình nó mạnh thêm, chứ Phật không có chạy tới cứu, quý thầy không có chạy tới cứu, phải không? Nhưng mà nhờ nghĩ như vậy thì tâm nó mạnh thêm, vững thêm nha. Mà quý vị nhớ, khi chúng ta ngủ, chúng ta mộng thấy ma, nếu thấy ma mà mình cứ sợ mình chạy á thì ma nó đuổi, mà nếu thấy ma mà mình nhớ mình niệm Phật thì sao? Ma đi liền đó. Thì rõ ràng cái thấy ma là những cái niệm tưởng nó có những cái bóng chứ không có tốt. Nhớ Phật thì cái niệm tưởng một cái ánh sáng, cái hào quang là Phật, thì nhớ tới Phật thì cái niệm kia nó mất tiêu rồi. Cho nên nói rằng khi thấy ma niệm Phật cái ma nó biến mất. Thì cũng như vậy, nếu khi nào quý vị đi cái khu đất nào trắng dã mà người ta đồn có ma đó, mà lúc ban đêm quý vị đi ngang một mình, quý vị có muốn chạy không?
Mà nếu khi chạy được đến rồi thì có dừng được không? Chạy luôn. Thì nếu khi mà mình có cái ý niệm sợ nó dấy lên cho mình theo nó là nó đuổi, đuổi tới nơi. Chạy thấy ma nó đuổi theo tới sau lưng mình nữa. Còn nếu mình cứ bình tĩnh, hoặc là nhớ Phật, hoặc nhớ câu kinh, hoặc là nhớ quý thầy, thì tự nhiên nhớ cái này nó không có nhớ ma, không nhớ ma cái hết sợ, thấy không? Nhớ Phật, nhớ kinh, nhớ quý thầy thì cứ nhớ cái đó đâu có nhớ ma. Thì nhớ ma thì mới nghĩ ma nó sau lưng mình. Còn nhớ Phật, nhớ nhớ kinh, nhớ quý thầy thì đâu có nhớ ma mà nó ở sau lưng mình mà sợ. Thì như vậy, tuy nhiên nhớ quý thầy, nhớ Phật, nhớ kinh, thầy Phật không có đến, nhưng mà không có nhớ ma, cho nên gọi là được cứu, phải không? Cái chuyện đó nó rõ ràng chứ gì hết á. Đó. Rồi có nhiều người cứ hiểu lầm là nhờ tôi niệm cái đó đó Phật tới cứu tôi đó, hay là vì tôi yếu đuối cho nên có vị nào đó tôi kêu tan cái gì đó tới cứu tôi. Sự thật không có ai tới cứu, nhưng vì cái ý niệm mình khi nghĩ tới cái gì sợ, vừa nghĩ tới cái sợ nghĩ thêm vài cái quả, còn vừa nghĩ tới cái sợ mà nghĩ cái khác thì nó hết sợ thì ngang đó khỏe. Đơn giản vậy thôi. Đó là trả lời được cái một Phật tử. Còn một Phật tử nữa: kính bạch thầy, trẻ nít sơ sanh đến 5-7 tháng đã có ba giá, tức là ba chòm tóc lên đầu, đời cho là con nhà Phật mà lại ưa bệnh hoạn khó nuôi, kính lại thầy hiện giờ trong lúc đạo tràng nào giải bài cho chúng con xác quyết được niềm tin và phải làm như thế nào để nó, tức là trẻ ba giá, sẽ được dễ nuôi ít cao, kính thầy. Phật tử này xin con có ba giá mà bệnh hoài, cho nên mới hỏi. Thì cái điều này tại Phật tử này chưa có hiểu đạo lý nhiều, chứ hiểu nhiều thì không có gì mà sợ. Cả nít mà sanh ra nó thấy có ba giá giống như mấy ông đạo ở chùa vậy đó, thì cái đó là cái hiện tượng tốt, coi như con mình nó có cái duyên với Phật Pháp. Mà nếu nó khỏe mạnh thì lớn nó đi tu, tiếp tục cái con đường của nó đi thì càng tốt hơn. Còn nếu nó ương yếu, nó bệnh, khó nuôi thì lỡ nó có đi thì tự nhiên cái duyên của nó không phải ở với mình, thì nó đi cũng không sao. Nhưng bây giờ muốn cầu cho nó mạnh, nó ở với mình, phải không? Chứ còn sự thật là những cái người có duyên thì tới với mình dù cho bỏ lăn bỏ lóc nó cũng không đi. Còn những người không có duyên, dù mình chạy mình lo cái máy rồi cái việc nó cũng đi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn nói cho Phật tử này được yên lòng, thì nói rằng muốn xác quyết được niềm tin thì phải làm thế nào để nó được dễ nuôi á, thì tôi xác quyết thế này: xác quyết rằng nếu đứa bé đó đối với người mẹ, người cha thực là cái duyên cha mẹ của nó thì nó ở với mình. Còn nếu với người cha người mẹ đó không phải là cái duyên lâu dài với nó thì nó có quyền đi tình tiết thôi. Còn một Phật tử nữa hỏi thế này: kính bạch thầy, xin thầy từ bi giải rõ hai câu bất sanh nộ sanh, hai ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Câu thứ nhất là bất sanh nộ sanh. Chữ nộ và chữ sanh, hai cái chữ này nó đi theo nhau. Cũng như mình thường dùng cái từ nóng giận. Nóng với giận hai cái nó sao? Giận với nóng khác nhau không? Nóng là cái nó phừng lên, giận là cái mình có cái tính cách ngầm hơn, nghĩa là bực bội tức tối. Thì cái nộ là dịch nghĩa cái nóng, dịch nghĩa là nóng. Chữ sân dịch nghĩa là giận,
Nộ sanh là tiếng Hán, thành ra mình dịch nghĩa là nóng giận, nóng và giận. Đó, thì cái nghĩa không có sanh, nộ sanh tức là không có sanh nóng giận, dù có những cái lời trái tai, những cái việc làm bất như ý mình mà mình không có nóng giận thì đó là bất sanh nộ sanh. Còn câu thứ hai là ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Thì trong nhà Phật thường nói cái ái là cái tình thương, nó giống như cái dòng sông, dòng nước cuốn vậy đó, rơi xuống nó cái gì cũng bị trôi hết, bị cuốn đi hết. Thì con người cũng vậy, do cái lòng ái mà nó lôi cuốn nhau, nó kéo nhau chích trùng, phải không? Người này thương người kia thương người nọ, cứ vậy mà lôi kéo, tới già tới chết không hay. Đó, ví dụ như cha mẹ sanh ra đứa con thì thương con, rồi con lần lần lớn nó có gia đình sanh ra cháu, cha mẹ thương cháu không? À, thương con đã là thương cháu. Rồi nếu mà còn sống dài 80-90 tuổi á, thì cháu nó có chắc, phải không? Nó sanh ra con nó nữa, rồi có thương không? Thương luôn. Bởi vậy cho nên thương con vừa lớn cái hết thương con, hết thương cháu. Rồi cháu vừa lớn cái cháu bớt thương cháu đi, thương chắc, thương hoài, nó cuốn mình đi trong cái dòng đó, không có ngày nào mà ngóc đầu lên được. Giống như mình lớn xuống một dòng nước chảy, cuốn mình trôi, mình ngoi lên không nổi. Đó là cái ái như cột trói như vậy đó. Cho nên người ta cứ khi mà vô cái dòng đó rồi thì tới già tới gần chết mà sao không có lúc nào rảnh để tu hết đó, là vì cái ái nó cột, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên nói là ái hà thiên xích lãng, cái sông ái, hà là sông, là ái là ái, tức là cái sông ái nó có cái lượng sống, những lượng sống, thiên là ngàn, xích là thước, lãng là sống, tức là cái sông ái có cái những lượng sống cao tới 1000 thước, nhưng mà khi nó giật mình ngóc đầu lên không nổi. Thì quý vị có bị cái sông ái cuốn không? Nó cuốn ngóc đầu lên không nổi, cho nên nhiều khi già đầu bạc mà nói tôi không rảnh muốn tu tôi không được. Tại sao vậy? Lý đáng già là hết cái bổn phận với con rồi, phải không? Con cái nó lên tới khôn, nhưng mà con chưa xong rồi tới lo cho cháu, cháu chưa xong rồi lo cho chắc, lâu hoài làm sao có thì giờ rảnh tu. Nó cuốn mình, những cái đường sống của dòng sông ái nó cuốn mình, nghĩa là không có ngóc đầu lên nổi. Rồi khổ hải vạn trùng ba, hải là biển, khổ là khổ, tức là biển khổ có muôn cái lượng sống. Bởi vì mình sanh ở trên cõi đời đủ thứ chuyện nó làm cho mình buồn, mình khổ, giống như người ở trong cái biển có muôn ngàn lượng sống cứ dập tới, mình bơi hồi cái lượng sống ập vô cái này rất ngư, rồi tỉnh cái mà bơi cái sống ngắn nó dập vô. Cuộc đời này cũng vậy đó, thấy cái khổ này vừa qua tỉnh lại cái khổ khác dập tới, cứ vậy mà ngoài đầu hoài, ngoài đầu không lên. Thấy khổ này tới khổ khác dồn dập, cho nên mới nói khổ hải vạn trùng ba. Thì Phật tử không hỏi thôi sao, chứ còn câu nữa, dục thoát luân hồi lộ gì nữa đó, ảo chấp niệm di đà, tức là người muốn ra khỏi cái con đường đó thì phải sớm niệm Đức Phật, danh hiệu Phật. Còn nếu mình nói theo ở đây thì muốn ra khỏi cái con đường khổ đó phải sớm tỉnh giác để ra khỏi cái con đường khổ đó, còn mê thì không ra nổi đâu, phải không? Bây giờ xin hỏi tất cả quý vị ở đây đang tỉnh hay đang mê? Quý vị có bị dòng sông ái nó cuốn đi không? Mà chấp nhận nó cuốn, vui là buồn, vui là... Bởi vậy cho nên có đứa cháu ra đời cái mừng quá. Đó,
chúng ta vui ở trong cái trầm luân, phải không? Bởi vậy mà quý vị thấy những cái hình tượng mà Đức Phật Di Đà phóng quang đến, Ngài đứng ở trên cái nền mây xà xà gần mặt biển, rồi thấy ở dưới này có một đám người đương ở đầu, đương dưới biển, bơi, chìm, lặn hụt ở trong đó. Ngài đưa tay, Ngài giới, vừa có thấy người nào đưa tay để Thầy hiểu không? Không thèm đưa tay, kệ, lặn hụt là cũng chịu. Vui với cái lặn hụt, không có đưa tay cho Ngài giới lên đâu. Phải không? Đó. Bởi vậy nên thiệt là đáng thương cho ai? Đáng thương cho mình. Mình là người không chịu ra khỏi cái dòng khổ, mà mình vui vẻ lăn lộn trong cái dòng khổ. Đó. Hiểu vậy rồi mới thấy cái cuộc đời, cái đau khổ không phải từ đâu đến, mà chính là mình chấp nhận, mình đương lặn hụt trong đó. Giờ một câu hỏi khác, xin Thầy giảng cho con hiểu thêm. Một, lời niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hai, lời niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Thầy, hai câu này có phải là tượng trưng cho hai vị Phật hay là cùng một? Xin Thầy chỉ dạy thêm cho chúng con hiểu thêm. Thì Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Nhân Dân, thì bao nhiêu cái vị Phật đều là trong kinh có nói, mỗi vị Phật giáo hóa mỗi nơi, mỗi cái cõi. Do đó cho những vị Phật đó là những vị Phật có cái nguyện giáo hóa ở những cõi đó, chứ không phải là tượng trưng. Còn chữ Nam Mô đó là cái chữ Phạn Trung Hoa dịch Nam Mô, mà có chỗ đọc là Nẵng Mô hay là Nạp Mô. Và chữ này nguyên chữ Phạn mà Trung Hoa không dịch, vì nó có nhiều nghĩa. Nó vừa là cung kính, nó vừa là kính lễ, nó vừa là thành tâm, ba bốn nghĩa. Thành ra dịch một nghĩa thì nó thiếu mấy nghĩa kia, cho nên là để luôn Nam Mô. Thì Nam Mô là một cái từ nói lên lòng thành kính và cái hình thức cung kính của chính cái người đệ tử đối với các ngài. Thành ra như vậy là hai ba danh từ khác là chỉ cho hai ba đức Phật truyền bá ở mỗi cõi, chứ không phải là cái đó chỉ là cái chuyện tượng trưng. Có một Phật tử khác hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, hai lý Nhân Duyên và Duyên Quyển, chúng giống nhau và khác nhau như thế nào? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy. Bởi vì trong Kinh Phật nói Nhân Duyên, rồi cũng nói Duyên Quyển, có chỗ nói các pháp duyên sinh, có chỗ nói các pháp duyên quyển, phải không? Như vậy thì hai cái đó là một, hay là hai cái đó là khác? Thì tôi muốn cụ thể, thì bây giờ tôi xin lấy cái bàn tay tôi để cho quý vị thấy cái nhân duyên sinh. Giờ bàn tay tôi là năm ngón, giờ tôi co lại, bây giờ quý vị gọi là cái gì tay? Nắm tay. Thì nắm tay này tự có hay là không tự có? Tự có hay không? Nó không tự có do năm ngón co lại, thấy không? Nếu năm ngón mà buông ra thì sao? Đâu có cái nắm tay. Như vậy thì nắm tay là thiệt hay giả? Đường nắm này nó có hay không? Thiệt ra thì nắm tay tự thể là không, phải không? Tự thể là không, do năm ngón co lại tạm có, phải không? Năm ngón rời ra thì không. Thì như vậy cái có này là thiệt có hay không thiệt có? Bởi vậy cho nên năm ngón hợp lại là duyên hợp, thấy không? Buông ra thì duyên tan, duyên hợp, duyên tan, thì cái đó là nhân duyên. Nhân duyên hợp thì có hình thức nắm tay, nhân duyên tan ra thì không có nắm tay. Như vậy thì nắm tay này có mà không thiệt,
thì gọi là như gì? Như quyển, như quá. Thì cái nhân duyên là nhân, mình hiểu được cái nhân, sự vật đều do nhân duyên hợp, thì biết cái thể của nó là như quyển, như quá. Cái gì duyên hợp đều là như quyển, như quá, vì nó không thiệt. Đủ duyên thì nó có, mất duyên thì nó tàn, nó không còn. Tự nó không có cái thể thiệt đó. Thì bây giờ quý vị kiếm cái thế gian này có cái gì không phải duyên hợp? Mình phải duyên hợp không? Mình biết mình là duyên hợp thì mình sẽ thấy giá. Ừ, vậy mà ở nhà đâu có chịu giá. Vô chùa nghe nói thì nó giả, tới chuyện nhà thiệt bom, thiệt với người này, thiệt với người kia. Đó, thì như vậy, sao cái gì duyên hợp thì cái đó là giả. Mà mình không chịu giả là mình thông minh hay sao? Hay là không thông minh? Cái giả mà mình cứ nghĩ nó thiệt, đó là thông minh hay là si mê? Như vậy thì quý vị là thông minh không? Vậy mà ai nói không thông minh chẳng lắm à? Thì sự thật, nó là duyên hợp, mà duyên hợp là giả. Đó, cái nắm tay là duyên hợp, cho nên nắm tay là giả. Con người là duyên hợp thì con người là giả. Cái nhà duyên hợp thì cái nhà là giả. Vậy mà nó giả thức, phải không? Tôi thiệt đây mà nó giả không được. Đó. Như vậy thì trên cái trí tuệ phân tích của Đức Phật cho mình thấy được cái gì duyên hợp là giả. Nhưng mà mình nghe, mình hiểu, nhưng mà sự thật thì mình không chấp nhận, phải không? Hiểu thì có hiểu, mà chấp nhận thì không chấp nhận. Bây giờ giả sử vô chùa ngồi nghe giảng thì nói giả, nhưng mà về nhà con cái mà nó làm gì trái thì giả thiệt. Lúc đó lấy quyền cha quyền mẹ đánh đập đầy lao ông trò, hết giả là thiệt. Thì cái đó để thấy rằng chúng ta chỉ hiểu cái lời Phật dạy có một chặng thôi. Khi nào rảnh, khi nào ngồi lắng thì nghe, còn về nhà sống vô cuộc đời cái thiệt hết trời. Bởi vậy cho nên tu hoài mà không tiến nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch và thượng, đệ tử con là Pháp Danh Diệu Đức, con mong thầy Quan Hỷ giải đáp cho con những thắc mắc. Và thầy, con thường được nghe quý thầy giảng giải nhất thiết di tâm tạo. Theo con, thời cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ nói rằng tâm ưng sở trụ, tức là tâm vô sở trụ như sanh, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Xin thầy Quan Hỷ giảng giải cho con được không hiểu. Thì cái câu này Phật tử hỏi nó có hơi cao một chút, thì tôi chỉ giảng sơ một vài nét rồi quý vị chắc có thể lãnh hội được. Nói nhất thiết duy tâm tạo, nói tất cả đều do tâm mình mà tạo nên, quý vị chịu không? Thì có người nói bây giờ con ưng có một khoai vàng, thầy tạo dùm được, lấy tâm tạo dùm con khoai vàng thôi, tạo được không? Không được đâu. Vì sao? Nói tất cả do tâm tạo, nhưng mà sự thật tất cả là tâm tạo. Tạo cái gì? Tôi nói ví dụ ở trên này chúng ta thấy cái này biết là cái gì? Tại sao biết nó là đồng hồ? Tại vì phải đặt tên đồng hồ, phải không? Đặt tên đồng hồ rồi mình biết nó là đồng hồ. Thì cái người đặt tên nó lấy cái gì mà suy nghĩ đặt tên? Cái tâm suy nghĩ đặt tên. Rồi cái này là cái gì? Cái tâm. Thì cũng ai đặt tên cái tâm? Cũng là cái tâm suy nghĩ đặt tên cái tâm. Thì như vậy tất cả sự vật hiện có, thành tên này vật nọ, đều là từ tâm mà đặt ra, thấy không? Từ tâm mà đặt thành cái này thành cái kia. Nếu không có tâm đặt được thành cái gì không? Mình cũng không thành mình nữa, không biết tên gì, gặp nhau ngó chưa biết nói gì rồi. Bây giờ tên A, tên B, tên gì đó cũng là suy nghĩ mà đặt ra, thì từ tâm mà tạo ra, phải không? Thì như vậy tất cả cái có hình, có tướng, có danh, có tự, tất cả đều từ tâm mà suy nghĩ đặt. Mà suy nghĩ đặt thì đó là tâm tạo,
Phải không? Đặt thành tên này, tên kia, tên nọ, từ có tên thành đó mới thành vật này, vật nọ khác. Chứ nếu không có suy nghĩ đặt thì chắc không có cái khác. Phải không? Thì như vậy, cái nghĩa tâm tạo dễ hiểu mà không? Nó không có gì lạ, tất cả đều do tâm mà nghĩ ra, đặt nó cái này, kêu nó cái kia, cho nên nó tất cả là tâm tạo. Rồi có cái câu Phật tử này hỏi, ưng vô thức trụ như thanh kỳ tâm trong kinh Pháp Bảo Đàm, thì tôi có giảng ông đó kỹ, mà quý Phật tử chắc chưa nhớ. Nói rằng muốn trụ tâm á, tức là hai câu hỏi trong kinh Pháp trong kinh Kim Cang là hàng phục tâm và an trụ tâm, thì lục tổ ngài đọc tới cái ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì trong đó bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm vân vân, rồi mới cuối cùng là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thì như vậy từ cái câu hỏi làm sao an trụ tâm, thì Phật dạy rằng muốn an trụ tâm á, thì đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là sáu trần, đừng có dính, đừng có mắc một trần nào hết, đó là an trụ tâm. À, bây giờ quý vị đi, đứng, nằm, ngồi, đối diện xúc cảm, thấy nghe tất cả mà đừng dính với cái gì đấy, tâm quý vị có động không? Còn mình bây giờ sở dĩ nó động lung tung á là tại sao? Thấy sắc là dính sắc, nghe tiếng thì dính tiếng, cái gì thì dính cái đấy hết, cho nên rồi nó động liên miên. Còn nếu nó không dính thì nó hết động, nó dễ dàng quá, phải không? Bây giờ muốn không có động, muốn tâm không động thì chỉ có cái đừng dính như sao trời, thấy cứ thấy, nghe cứ nghe mà đừng cho nó dính, được không? Tại nó ở lỗ tai, ở lỗ mũi, con mắt mình khó keo, cho nên đụng cái dính, đụng cái dính. Bởi vậy nên rồi cả ngày cứ than thở sao mà nó rối như tơ giò, nằm xuống đầu óc nó loạn, nhớ chuyện này đã, nhớ chuyện kia, nhớ liên miên, là phải nó dính đó. Thế nên nó không dính thì không có gì để nhớ hết, phải không? Đó, thì hiểu vậy thì muốn an trụ tâm thì đừng có để tâm dính như sao trần. Không dính như sao trần là tâm an trụ. Đơn giản vậy, dễ luôn hay khó? Hết sức là đơn giản và khó tu. Có một Phật tử này hỏi, bạch sư ông, con là Phật tử, con nghe nói hội Long Văn, hội Long Hoa, Đức Di Lặc ra đời, hội đồng tăng giáo chữ phân, người tu chân chánh sau này được hưởng hồng ân là như thế nào? Bạch sư ông trả lời cho con biết. Thì những cái điều này nó chỉ có dính dáng trong đạo Phật một vài từ ngữ thôi, là từ ngữ hội Long Hoa và cái danh từ Đức Phật Di Lặc. Còn hội Long Văn thì trong kinh Phật cũng có, hội đồng tăng giáo sử phân thì trong đạo Phật cũng không có. Nhưng ở đây tôi nói cho Phật tử này biết, những người nói hội Long Văn, hội Long Hoa đó, thì đó là những người họ không phải là người học đạo Phật chân chính. Bởi vì không phải học đạo Phật cho nên họ mới dùng cái từ trong đạo Phật nói về hội Long Hoa có Phật Di Lặc ra đời để mà kêu gọi người ta phải ráng tu gấp, hay là nói chỗ này có Phật ra đời, chỗ kia có Phật ra đời chẳng hạn. Đó là cái lối mà thúc người ta tu thôi, chứ nó không phải là thiệt. Còn hội Long Hoa trong nhà Phật là nói rằng sau khi giáo lý Đức Thích Ca hết rồi, không ai còn biết tới danh từ Phật Pháp Tăng là gì nữa, rồi sau đó mới có Đức Phật ra Di Lặc ra đời,
ở tại dưới cái cây long hoa trước pháp cũng như Đức Phật Thích Ca ở dưới cội bồ đề vậy đó, thì gọi đó hội long hoa. Mà chừng nào ở thế gian này không có danh từ Phật Pháp Tăng, không ai biết tới nữa, thì chừng đó mới gần tới hội long hoa. Còn người ta còn biết danh từ Phật Pháp Tăng thì chưa có Phật Di Lặc ra đời. Tại sao vậy? Vì trong kinh nói rằng không có hai ông Phật ra đời, mà nó còn ông Phật thứ nhất giáo pháp còn thì ông Phật thứ hai chưa ra đời. Tại sao? Nếu ông Phật thứ hai ra đời thì giáo pháp của ông Phật thứ nhất còn á, thì ông Phật thứ hai nói cái gì? Nếu nói lại giáo pháp của ông Phật thứ nhất thì còn đó nói chi cho gì? Còn nếu nói khác thì hai ông Phật khác nhau, phải không? Nói khác thì hai ông Phật khác nhau, mà khác nhau thì không thể nói Đức Phật tánh giác là đồng hay là giáo lý là đồng. Như vậy cho nên còn giáo lý Đức Phật Thích Ca thì chưa bao giờ có ông Phật thứ hai ra đời để nói, mà ai tin Phật đó là không phải Phật rồi. Hiểu được thiệt rõ chỗ đó thì quý Phật tử mới phải có lầm, chứ không thì dễ lầm lắm. Xin Phật dễ, xin Bồ Tát cũng dễ, nhưng mà thực chất Phật Bồ Tát thì khó. Mà ở đây giáo lý Phật, Phật nói rằng không có hai ông Phật, mà nói giáo lý khác nhau. Nếu Phật thì Phật Phật đều đồng, mà đồng thì Phật này nói thế nào Phật kia nói thế ấy. Thì như vậy giáo lý Đức Phật thứ nhất còn thì Đức Phật thứ hai chưa bao giờ ra đời. Chừng nào không còn thì mới tới ông Phật khác ra đời để nhắc dạy cho chúng ta. Hiểu vậy thì còn hội đồng tam giáo sử phân thì tôi không có tin điều này, chỉ có nghiệp lành nghiệp dữ sử phân mình thôi. Lành thì nó sử mình đi khỏi lành, dữ thì nó sử mình đi khỏi ác, chứ không có hội đồng nào sử hết trơn. Kính thưa thầy, người già sang đây đa số có bệnh tâm thần. Đây là chỉ ở Canada. Bệnh tâm thần đây không phải nổi cơn đột phá, mà là cảm thấy cô đơn vì một năm lạnh hết 9 tháng, suốt ngày ngồi không. Nếu không nuối tiếc quá khứ vàng son thì sống với hiện tại buông xuôi như lục bình trôi ngày qua ngày. Còn đối với tương lai, còn đối với tương lai thì mờ mịt, không biết ngày ra đi có êm ái khi tứ đại hư hoại hay là bệnh trầm kha nằm một chỗ. Vì sinh thế con cái không lo được, phải vào viện dưỡng lão ở. Quý vị kính xin thưa hỏi như sau. Theo bên tịnh độ thì dạy khi chết mới tắt thở, mới tắt hơi, người thân không nên vội di động tử thi, không nên gấp lau rửa, mà phải đợi 8 tiếng đồng hồ sau mới được tắm rửa thay phục. Vì tuy tắt hơi nhưng thức A La Da còn chưa đi. Nếu khóc lóc hay lai động cái thay sớm thì họ còn cảm giác đau đớn hay sân hận. Sở dĩ quý vị hỏi điều này là vì bên Tây Phương đa số chết ở bệnh viện, vừa chết là được đưa vào nhà xác, sau đó thân nhân mướn nhà hoàng đến tỉnh liệm và hoàng thay tại đây luôn đến ngày đi thiêu hay chôn, chứ không được làm đám ma tại nhà. Bạch thầy, như vậy thân nhân người quá cố đành chịu, không thể áp dụng những điều nói trên, vậy phải làm sao? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, khi sắp chết và khi hoàng thay, nếu không có tăng hộ niệm hay tụng kinh thì thân nhân có thể sử dụng văn tụng hay không? Người già bên đây có lắm điều khổ, mà vấn đề tâm linh là quan trọng hơn hết. Có nhiều vị già sắp chết mà chưa hề biết một câu niệm Phật là gì. Con kính xin thầy từ bi ban thêm một vài pháp ngắn về vấn đề vừa nêu trên để bổ sung thêm cùng văn nói cho người già vĩnh chết. Thầy đã giảng thì cái phần này tôi chỉ nói đơn giản một chút, là khi
mình tắt thở. Thì khi tắt thở, thân này nói rằng các cái thức thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nó liền lặng mất. Còn cái thức ra lại giao, tức là tàn thức, thì nó còn ngầm ở trong, từ từ nó ra sao. Tuy nó ra sao, nhưng mà nó rồi đó, thân này hoại thì nó cũng đi, chứ nó không có ở lâu lắm. Thì có nhiều vị thì nói rằng phải ở tới 8 tiếng đồng hồ. Thì cái điều đó thì cũng là một cái lối nói thôi. Chứ còn có những cái kinh như là kinh A Hàm hay là Nikaya bên Bali thì cũng nói là sau khi mình nhắm mắt thì cái thần thức liền theo nghiệp mà đi, chứ không có nói ở lâu. Do đó cho nên cái vấn đề ở lại lâu tới 8 tiếng đồng hồ đó thì tôi cũng hơi khó hiểu chút, không tin rằng nó là thật. Vì trong các kinh đã nói khi mình tắt thở thì cái nghiệp thức theo nghiệp mà nó liền di chuyển, liền đi để mà thọ sanh, thì đâu có lý dở lại đó tới 8 tiếng đồng hồ lâu vậy. Nên cái điều nó đợi tới 8 tiếng thì tôi cũng thấy nó chưa có hợp lý. Thì thôi thì tùy duyên, người ta săn sóc sớm, bỏ đi vô quan tài sớm thì cũng không sao đó. Còn cái chuyện mà khi người nhắm mắt không có thầy tụng, cô tụng thì dùng băng để tụng thế có được không? Thì cái điều này nó cũng tốt thôi. Tụng kinh không phải tụng cho người chết mà tụng cho người sống. Tại sao vậy? Thì người nói cái này quý vị nghe thì hơi lạ lùng. Là ai cũng nói tụng cho người chết mà sao tôi lại nói tụng cho người sống? Bởi vì tụng kinh nó có hai lý do. Một là cái đám ma ở gia đình buồn bã, người thân người ai nấy cũng là đang buồn bã rủ rượi, nhờ có chư tăng và chư ni tới tụng kinh nghe nó ấm áp một chút, phải không? Rồi giờ nghe lời kinh rồi lại Phật rồi kia rồi nó quên buồn. Thì đó là vì ai? Vì người sống chứ đâu phải vì người chết. Chứ người chết đâu có đó buồn, thấy không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mình tụng kinh đó, thì đúng là người sống được nghe, được nghe, được hiểu. Mà nghe hiểu thì tất nhiên thấm nhuần được giáo lý, có lợi ích. Thì đó là lợi ích cho người sống. Người chết đâu có nghe, không có nghe thì làm sao thấm nhuần. Thì như vậy hai lý do đó đều vì người sống hết trơn, phải không? Còn người chết thì được chuyện nhiều. Thì như trong kinh Địa Tạng nó nói rằng nếu mà tụng kinh cầu nguyện cho người chết thì tụng người chết hưởng được mấy phần thì sống mấy phần. Như vậy thì người sống hết 2/3, người chết có 1/3 thôi, chứ không có nhiều. Như vậy thì chính vì người sống mà tụng kinh hơn thì vì người chết. Vậy thì chưa rồi. Phải rồi, cầu cho người chết. Nhưng đây tôi nói thực tế, mình tụng kinh cầu thì ai cũng muốn cho người chết được hưởng, chứ đâu có dành phần mình. Nhưng mà thực tế thì nó lại khác. Nên trong kinh Địa Tạng Phật mới nói đó, nói rằng cái người chết hưởng có 1/3 thôi, mà người sống có 2 phần. Đó là cái chuyện mà tôi đã được thấy rõ ràng. Như vậy thì hoặc là tụng kinh hoặc là nghe băng cũng là tốt thôi. Nhưng mà nghe băng nó không bằng, mà tại không có tới, không có người tới để an ủi. Còn tụng kinh thì có thầy cô được an ủi hơn. Đó là cái lý mà tôi nói ở đây. Còn Phật tử mới hỏi đó là nói cầu siêu là cầu siêu cho người chết, phải rồi. Nhưng mà cầu cho người chết mà chính cái người sống lại được nghe, người chết thì
nằm yên ở trong quan tài không có nghe. Mà lúc đó thì lại theo nghiệp đi, cho nên cầu thì cầu cho người chết, nhưng mà được lợi nhiều là được lợi cho người sống. Lẽ nó là như vậy. Đây một câu hỏi khác. Kính bạch hòa thượng, cứ xin hòa thượng giải thích thế giới của loài rồng có thật không? Nếu có thì rồng là xuất sanh hay là ở chung với thế giới trời? Tại sao rồng tu nhanh quá như long nữ thành Phật trong kinh Pháp Hoa? Chúng con tu cứ lãnh quẩn trong luân hồi sinh tử. Phật tử này phân bì chứ long nữ. Câu thứ hai, kính bạch thầy, kính bạch hòa thượng, theo tinh thần thiền tâm, hòa thượng dạy chúng con phải tìm chân tâm và phải buông bỏ hết vọng, tìm lại bản lai diện mục của mình. Không có một tha lực nào giúp con người tự giải thoát sinh tử. Chúng con nghe trong kinh Địa Tạng phẩm 6, Phật nói như có người gây ác nghiệp, đau nằm giữa trên giường, cầu sống hay chết cũng không được. Anh dạ quyến thuộc người ấy, lấy đồ vật của người ấy cúng dường tam bảo và đọc kinh Địa Tạng để cho người ấy hay biết, thì người bệnh người ấy mạng chung, dầu cho từ trước có tội nặng đến năm tội vô giá cũng được thoát khỏi hẳn. Họ canh vào đâu cũng thường nhớ biết công việc về trước. Hòa thượng có nhiều tha lực của Bồ Tát Địa Tạng cứu vớt chúng sanh khỏi địa ngục, theo hiểu ý của con thì là tu cầu tha lực của Phật và Bồ Tát Địa Tạng dễ dàng hơn tu thiền để đạt được minh tâm kiến thánh. Phải rồi, được tha lực lúc nào cũng dễ, còn tự lực thì khó. Nhưng mà quý Phật tử nhiều khi nghe mà không có chú ý rồi tự hiểu lầm. Bây giờ tôi trả lời câu thứ nhất trước, loài rồng có hay không, giờ tại sao long nữ tu mau thành Phật mà bây giờ tu hơi lâu? Bây giờ cái chuyện có hay không á, thì tôi cái gì mình không thấy mà nói thì nó không có đúng. Bây giờ tôi có nói thì nói theo trong kinh kể, thì trong kinh kể có loài rồng ở Long Cung đó, mà Long Cung thì ở trong biển cả, thì theo trong kinh nói như vậy thì tôi nói theo như vậy, chứ tôi không dám nói thiệt có hay thiệt không gì hết. Tại vì cái tôi chưa thấy, nhưng mà kinh có nói thì tôi kể lại như vậy thôi, chứ không thể giải quyết một cách chính xác được. Còn tại sao long nữ tu mau thành Phật mà quý Phật tử bây giờ tu lại lâu? Thì chẳng có gì lạ, dù cho long nữ hay là lập nữ là cái gì, con nai mà ngộ được cái tánh giác rồi thì tu cũng mau. Còn dù cho người mà chưa có ngộ tánh giác thì nó cũng lâu. Lâu và mau là tại chỗ ngộ tánh giác hay là chưa ngộ tánh giác. Thì ngộ tánh giác tức là theo kinh Pháp Hoa nói ngộ tri kiến Phật. Thì bà Long Nữ nhờ Đức Văn Thù Giáo Hóa ngộ được tánh Phật, cho nên bà tu mau. Còn quý Phật tử bây giờ rất tiếc là không gặp Ngài Văn Thù, rồi gặp chúng tôi phàm tăng quá, thành ra không có ngộ được tánh giác, thành tu lâu. Chứ nếu gặp Bồ Tát Văn Thù Giáo Hóa chắc mau lắm. Thì cái điều đó, cái sai sót, cái lỗi lầm tại ai? Chắc tại tôi. Tôi không bằng Ngài Văn Thù. Hay là tại ai? Tại quý Phật tử không đủ duyên để gặp Ngài Văn Thù, phải không? Bây giờ tới cái câu thứ hai, hồi nãy Phật tử hỏi đó, trong kinh Địa Tạng nói về tha lực là người bệnh
người đó chưa tạo tội mấy gì nữa. Khi bệnh nằm liệt trên giường, rồi thân nhân lấy đồ đạc của người ấy đem ra bố thí xuống giường, thì người ấy sẽ hết cái nghiệp. Nhưng mà ở trong đây có cái câu nói rằng cúng dường tam bảo và đọc kinh Địa Tạng để cho người ấy hay biết là sao, nghĩa là cái việc làm đó người bệnh biết, tức là họ vui, họ chịu thì cái phước họ mới được hưởng. Còn họ không biết, họ không có hay, họ không vui thì cái đó là họ không được hưởng. Như vậy thì họ có biết thì tức là họ có phát tâm đúng không? Và phát tâm thì tất nhiên có tự lực không? Thì như vậy thì tất cả tôi nói tự lực chứ không rời tha lực, hay ngược lại, tha lực chứ không rời tự lực. Bởi vì khi mà mình quyết tâm tu, mình cứ tâm vào tha lực, như là mình nói tu tịnh độ, kinh Di Đà Đức Phật dạy, mình niệm Phật đến với tâm bất loạn, rồi Phật sẽ rước việc được lạc. Đó là tự lực hay tha lực? Nếu tha lực thì Phật khỏi cho nó tới nhất tâm bất loạn gì, phải không? Mà mình giờ niệm tới nhất tâm bất loạn thì cái đó là tự lực, rồi từ bất loạn đó mới được Phật rước. Thì tha lực sao cái tự lực, phải không? Như vậy thì cái tự lực cũng là cái gốc, rồi mới có tha lực sao. Chứ còn tâm được tha lực không thì khó mà được. Cho nên trong đây nó dù cho cái người đó bệnh liệt trên giường không làm được, mà thân nhân lấy đồ đạc cúng giường, đồng thời tụng kinh thì cho người đó biết, người đó biết được thì cái bệnh tật hay là cái nghiệp trước mà họ sẽ tiêu, họ sẽ sanh lên nào đó được là Phật pháp duyên nhân. Thì cái đó tuy dường như là tha lực mà cũng có tự lực trong đó. Như hôm trước tôi giảng về cái chuyện mà ngài Mục Kiền Liên đó với mẹ ngài, thì tuy nói như tha lực nhưng mà cũng là tự lực. Bây giờ có Phật tử này kính là thầy, xin thầy giảng cho con được biết câu tâm ấn đạo truyền đạo. Cái câu tâm ấn rồi đạo truyền đạo, thì cái câu đạo truyền đạo tôi không thấy, cái tâm ấn thì có. Tâm ấn thì ở đây tôi xin giải sơ cho Phật tử này hiểu. Thường nói được truyền tâm ấn. Tâm ấn đó, chữ ấn thì quý vị nhớ ấn là cái gì? Ấn là con dấu chứ có gì lạ. Con dấu của một cơ quan nào thì đều có con dấu, mà con dấu để làm gì? Nghĩa là cái tờ giấy mình xin cơ quan nào đó mà không đóng dấu thì có giá trị không? Thì vậy con dấu là để cho người ta đủ lòng tin, phải không? Tin đó là sự thật, đó là cái thừa nhận đúng, thì gọi đó là đóng dấu. Đóng dấu tức là đóng cái ấn nào đó, chứ ấn mà chưa phải là ấn, mình chỉ là con dấu chứ cái gì đó không. Thành ra dùng tâm ấn tâm hay là truyền tâm ấn là người thầy và người trò cái thấy cái hiểu nó tương xứng, nó thích hợp với nhau. Cho nên cái hiểu của người thầy như cái hiểu người trò, hoặc ngược lại cái hiểu của người trò đúng như cái hiểu của người thầy, gọi là hai cái nó tương hợp với nhau, gọi là ấn. Ấn là đóng dấu, tức là con dấu đó để ấn vào, tin vào, cho người ta tin rằng cái điều đó nó thật là đúng. Như vậy thì thầy hiểu thế nào, trò hiểu thế ấy, thì gọi đó là truyền tâm ấn. Cho nên nói truyền không có gì truyền hết, chỉ là một cái gật đầu hoặc là một cái hét
hoặc là cái lại ba lại vậy thôi, phải không? Đó là truyền tâm ấn rồi, chứ không có cái gì ở ngoài đem ra mà sao hết á. Đây có Phật tử này, con muốn niệm như vậy được không? Đây có hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho con tên tuổi, được nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, tai qua nạn khỏi, dẫn dắt con đi đúng theo con đường đạo đức. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho ba má anh chị em con cháu, tên tuổi của mỗi người trong gia đình, sức khỏe gặp nhiều may mắn, tai qua nạn khỏi. Nam mô Đại Trí Bồ Tát chư thần niệm rất nhiều cho thấy Nam mô Liên Sơn Hội Tượng Phật Bồ Tát. Thầy, con niệm như vậy có được không? Niệm như vậy thì Phật thương chứ Phật không có rầy. Phật không có rầy. Cho nên là nói là Phật thương, Phật không rầy, chứ tôi không có được hay không. Bởi vì được hay không nó có cái nghĩa khác nữa. Tức là cầu tai qua nạn khỏi, cầu gặp may mắn nhân dân. Mà tôi nói được thì mấy cái đó phải được, phải không? Mà chắc gì được. Cho nên tôi không dám nói được. Mà nói không thì tôi hỏng hẳn. Có khi họ niệm vậy mà lúc đó tai qua nạn khỏi thì được. Thì thôi thì cứ niệm Phật thương chứ mà không có giận. Thôi vậy đủ rồi. Câu thứ hai, con được nghe thầy thuyết thuyết pháp sống ở đời con người thường có nhiều vọng tưởng, nhưng nếu thật sự Phật tử nghĩ về đạo cần phải khắc phục hạn chế những vọng tưởng khi nó đến với ta. Vì vậy theo sự hiểu biết về giáo của con, mình thấy được sự làm suy nghĩ hàng ngày hàng giờ phút luôn gắn đạo với đời để mình tự sửa, từ đó mình mới ngộ được tâm thông tánh và tỉnh táo đi theo con đường đạo. Nhưng riêng con có lẽ nghiệp còn nặng vì kinh tế của gia đình, do cha mẹ anh chị em con cháu được no ấm cơm ấm áo học hành thành danh, nên còn có vọng tưởng kiếm được nhiều tiền để cho gia đình, không màng đến bản thân. Như vậy có được không hay còn phải sửa đổi? Thật sự thì lương thiện quá, nghĩ rằng lo cho cha mẹ anh em con cháu thành danh thành tài mà lo vậy thì phải kiếm nhiều tiền, phải suy nghĩ, mà phải suy nghĩ tức là có vọng tưởng, như lo vậy thì có lỗi gì không? Thật ra thì không có lỗi gì nếu mà vì gia đình mà lo. Nhưng mà nếu nói muốn tâm được an nhiên thanh tịnh mà lo nhiều thì nó không có an nhiên, nó không có thanh tịnh, thì màu lại thì nó lăng xăng. Thì như vậy được phần đời thì nó hơi kém phần đạo. Nhưng mà giờ cứ căng cái làm nặng là làm trước đi, rồi sẽ làm cái kia. Còn câu thứ ba nữa: trên đường đi làm con vẫn thường xuyên niệm Phật, nhưng sau lúc ngủ tối trưa con lại chưa được tinh tấn niệm Phật, có phải con chưa tốt không thưa thầy? Nay đi đường thì được niệm Phật mà lúc ngủ tối hoặc ngủ trưa lại không được tinh tấn niệm Phật thì như vậy có tốt chưa? Thì có tốt phần nửa thôi, chứ chưa tốt toàn bộ. Phần nửa là lúc đi đường, chứ chưa tốt lúc ngủ. Thì như vậy thì được phần nửa rồi, ráng thêm chút nữa thì sẽ tốt trọn vẹn. Còn một Phật tử này hỏi đơn giản: bội thành hợp giác, bội giác hợp trần, chỉ giác đây là gì? Nhờ thầy từ bi giảng dạy. Chữ bội cũng đọc là bối, bối hay là bội cũng một nghĩa thôi, mà đọc âm khác.
thường trong kinh gọi là bối trần diệp giác hay là bối giác diệp trần. Giác là cái tánh giác, tánh giác của chính mình. Như hồi nãy tôi có nói đó, chúng ta vừa giới niệm lên thì nó có cái bóng, mà cái bóng theo đó lại là gì trần, là pháp trần. Như vậy thì ý duyên với pháp trần, lúc trần, rồi miệng lưỡi thì duyên với vị trần, mũi thì duyên với hương trần, tai thì duyên với thinh trần, mắt thì duyên với sắc trần. Thì sáu trần là sáu cái hình ảnh ở bên ngoài, rồi sáu căn chúng ta duyên theo nó, gọi là bối giác hợp trần. Giác là cái tánh giác nó thầm lặng sẵn có mà mình không nhớ nó, cứ nhớ sáu trần ở ngoài thì gọi đó là bối giác sáu tên hợp trần. Còn bây giờ đối với sáu trần ở ngoài, mình không có bị dính, không bị kẹt, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mà không có dính không có kẹt, không dính không kẹt, thì đó gọi là bối trần hợp giác. Thành ra trần là sáu trần, giác là tánh giác, dính với sáu trần thì gọi là bối giác hợp trần, không dính với sáu trần gọi là bối trần hợp giác. Như vậy thì giác là Phật, mà bỏ Phật đi theo sáu trần thì đó là chúng sinh, còn không theo sáu trần trở về Phật đó thì Phật. Mình muốn làm Phật giờ nào cũng được, mà bây giờ tất cả ai cũng tham làm Phật đó, nhưng mà ai cũng thích làm sao cần. Bây giờ như vậy có mâu thuẫn không? Phật thì tham làm, mà sáu tầng thích dính. Thì như vậy thì dính với sáu tầng là chứng sinh, buông sáu tầng trở về với Phật. Hai cái đó nó quyền của ai? Quyền của mình. Thì mình buông hay mình nắm là mình. Như vậy thì cầu cứu ai bây giờ? Như vậy thì quý vị muốn được thành Phật hay là muốn mãi mãi làm chúng sinh là quyền của mình. Nếu dính mắc mãi mãi với sáu trần thì chúng sinh muôn kiếp, còn buông sáu trần thì trở về tánh giác là Phật, chứ không có đâu xa hết. Thì như vậy tất cả quý vị thấy tu là quyền của mình, còn những cái chuyện gì đó cầu khẩn nơi này nơi kia đó là phần phụ, chứ chủ yếu là mình. Thôi tại đây nghỉ. Có một Phật tử hỏi mấy câu này, hỏi ba câu. Một, trong kinh Phật thường dạy muốn được quả bất sanh bất diệt phải lấy cái nhân bất sanh bất diệt để tu, tức là tánh nghe, tánh thấy, tánh biết, đó là kinh Lăng Nghiêm. Còn các vị tổ dạy các đệ tử bằng các công án cũng chỉ tánh nghe, tánh thấy, tánh biết vân vân. Cuối mong thầy chỉ dạy cho chúng con được biết làm sao sống được các tánh kể trên, đến khi nào biết các tánh trên đã thuần thục. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thì đây là Phật tử có nghiên cứu kinh kỹ và nghe lời dạy của chư tổ, hiểu được cái ý đó. Nhưng mà bây giờ nói rằng nơi mắt thì có tánh thấy, nơi tai thì có tánh nghe, nơi ý thì có tánh biết. Như vậy thì mỗi cái đều có cái tánh chân thật nó nằm ở trong đó. Bây giờ làm sao mà sống được cái tánh đó này? Quý vị thấy sống cái tánh đó dễ rồi, bởi vì tánh nghe, tánh thấy, tánh biết ai cũng có hết. Nhưng mà cái bệnh của mình thấy sắc, tức là thấy cái cảm, thì liền khởi niệm chạy theo cảm,
nghe tiếng liền khởi niệm phân biệt tiếng. Do đó cho nên rồi cái tánh nghe tánh thấy nó bị ẩn mất. Bây giờ nếu thấy cảnh sắc mà không có niệm chạy theo cảnh, nghe tiếng mà không có niệm phân biệt tiếng thì sao? Thì cái tánh là hiện tiền thứ gì, phải không? Nhưng mà có ai chịu không chạy theo không? Vừa thấy một cái món đồ liền nói rằng món đồ tốt hay xấu, phải không? Liền nghe tiếng, liền nói tiếng hay hay tiếng dở, tiếng khen hay tiếng chê. Nghĩa là có cái niệm phân biệt tốt xấu thì đã làm mờ cái tánh nghe, tánh thấy rồi. Có cái niệm phân biệt hay dở, khen chê thì đã làm quên mất cái tánh nghe rồi. Bởi vậy cho nên tu nó có hai lối. Một lối như các thiền sư sử dụng cái trí tuệ bát nhã, thấy cảnh nào cũng biết nó là như huyễn. Thực bởi biết nó như huyễn cho nên thấy mà không chạy theo, gì nó huyễn quá chạy theo chi, phải không? Đó là phá cái dính. Còn mình thấy cái gì cũng thiệt hết cho nên làm sao mà không dính được. Đó là thấy cảnh như huyễn, như quá. Như mình học kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang á, họ luôn luôn là phá cái chấp mình là. Rồi nghe tiếng cũng biết nó là như huyễn, như quá, không có đuổi theo. Thì như vậy đó là một lối tu để dừng lại cái thấy nghe, nó không có chạy theo cảnh. Cái lối tu đó chúng ta đã từng nghe một thiền sư nói, trước 30 năm thấy núi sông là núi sông hết, còn bây giờ gặp thiện hữu tri thức chỉ đại thì núi sông không phải là núi sông, tức là đã dùng cái trí bát nhã thấy rõ các pháp là không thiệt, không thiệt đâu còn núi sông nữa. Nhưng mà bao lâu, 30 năm sau nữa thì mới thấy núi sông là núi sông, tức là phải vận dụng quán chiếu cho 30 năm rồi trình đó mới là tự do tự tại. Đó là một pháp. Còn một pháp khác ấy, là thấy nghe mà nhìn niệm khởi liền buông. Tức là thấy cảnh vừa giới niệm liền buông, đừng cho nó chạy theo. Nghe tiếng vừa giới niệm buông không chạy theo thì sao? Thì nó là cái chân thật của hiển tiền. Ngạc buông không được thì mặc. Thì hai cái cách đó là hai cái cách tu để lần lần cho nó được thật thuần thục. Rồi thuần thục là bao giờ thấy cảnh mà tâm không chạy theo nữa thì thuần thục. Còn thấy mà nó cứ chạy theo như là con khỉ con vượng nó thì chưa thuần thục. Thì quý vị kiểm mình chứ thuần thục chưa. Tình nào mà đi nghe người ta nói cái gì nghe tiếng nói mà không để ý gì tới hết thì khác rồi đó. Còn trước mặt mình, trước mắt mình bao nhiêu cảnh trí mà mình không có bị nó lôi cuốn gì hết, đó là cá rồi đó. Thế còn mình còn nhạy quá thì chưa cá. Chúng ta bị sáu cái nghiêm, nghiêm tức là cái dính mắt, theo cái nó nghiêm đó, dính mắt mà dính mắt bằng keo, mà keo xứ thiệt đó, chứ không phải keo giả. Nên đây con mắt thấy cái bị dính luôn, lỗ tai nghe cái dính lỗ tai gỡ không ra. Giả sử mình đi ngang đó mà ai nói tới tên mình mà nói tên mình cách khen hay là chê thì về nhà nào lăn qua trở lại hoài, thấy không? Nó gỡ không ra, dính kẹt ở trong đó. Như vậy cho nên nó khó thuần thục. Nhưng tu không khó mà vì cái thói quen nghe cái nó dứt, nghe nó dứt. Thế đừng có gắn cái lưỡi keo đó thì dễ quá rồi. Nghe nó cứ coi đi tu, thấy cũng đại khi dứt nó không dính gì hết thì lúc đó gì tu rất là khỏe. Đó là trả lời câu thứ nhất. Câu thứ hai,
trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù chọn pháp tu viên thông hơn hết là pháp phản văn tự tánh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cứ không thầy từ bi nói rõ pháp môn này và giải thích lý do vì sao phải lìa hết năng sở của tánh nghe là nhân không sanh diệt, cho đến sanh diệt cũng phải lìa mới tới cảnh chú cánh. Thì cái câu hỏi thứ hai này là dẫn trong kinh Lăng Nghiêm, đoạn sau Phật dạy nhà Văn Thù chọn cái căn nào phù hợp với cái thế gian này để tu hành, thì ngài chọn là nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì bây giờ nói rằng cái nhĩ căn viên thông đó là cái pháp tu nó thích hợp với cái thế gian này. Bây giờ Phật tử này muốn hỏi rõ lý do gì, vì sao mà phải lìa hết năng sở của tánh nghe, là cho đến sanh diệt cũng phải lìa luôn. Bởi vì sanh diệt, diệt dĩ tịch diệt hiện tiền đó, tức là cái sanh diệt diệt rồi thì cái tịch diệt mới hiện tiền. Thì ở đây tôi giải thích cho quý Phật tử hiểu, bởi vì cái thể tánh chân thật của mình nó gá ở sáu căn, nhưng mà còn gá ở sáu căn nói cho Kinh Lăng Nghiêm đó thì gọi là còn lục hòa hợp, phải không? Nhưng khi mình thể nhập được cái bản tánh chân thật ấy, thì nó không còn có sáu nữa. Mà khi không còn có sáu nữa thì tức là nó hết cái năng và cái sở. Bởi vì còn ở sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì con mắt thì đối với sắc, thì còn lỗ tai thì đối với tiếng, vân thì cái thấy là năng, cảnh là sở, cái nghe là năng, cái tiếng là sở, thì còn năng còn sở. Mà còn năng còn sở tức là còn mắc kẹt ở sáu căn chưa có rời được, cho nên phải dứt cái năng và cái sở, đó là gỡ được cái niêm của sáu căn. Nhưng mà dứt được cái năng với sở còn có thêm diệt, tức là còn niệm sanh, còn niệm sanh thì nó cũng còn là sanh diệt, còn là động, chưa có hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên cái sanh và cái diệt diệt rồi thì cái tịch diệt mới hiện tiền, cái thể lặng lẽ thanh tịnh nó mới hiện tiền. Nó khó như vậy đó. Mình bây giờ nội cái năng sở mà lìa cũng không phải dễ đó, phải không? Hướng nữa là tới cả các thanh diệt diệt rồi. Đó là câu thứ hai. Đến câu thứ ba, Bồ Tát ở địa vị thứ 8 hay là tổ nói ở đầu sào tâm trượng phải nhờ Phật gia hộ bằng chú Đào La Ni mới tiến xa tới cửu địa, thập địa, đẳng giác và Phật. Như vậy Bồ Tát này không có khả năng tự mình tiến xa hơn. Trong khi đó Phật lại nói chúng sanh tự thấp đuốc mà đi, vậy đã xác nhận chúng sanh có khả năng tự mình đi tới chú cánh. Hai vấn đề trên có vẻ mâu thuẫn với nhau, xin thầy quan hỷ giải thích. Thì cái câu hỏi thứ ba này cũng hợp lý, bởi vì trong kinh thì nói rằng tới cái bát địa thì tới cái chỗ đó Bồ Tát tu dễ chìm ở chỗ đất vô sanh đó, hay là nước độc vô sanh đó, biển độc vô sanh, dễ chìm ở đó phải nhờ chú Đà La Ni mình mới vượt qua, tức là sự gia hộ của Phật Bồ Tát tụng chú mình mới vượt qua. Như vậy thì ngược lại trong các kinh Phật thường nói các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi, thì như vậy là bảo mình phải tự lực, rồi sau chỗ kia bảo mình phải nhờ tha lực. Thực ra chúng ta lâu nay có cái lầm, nghe nói chú Đà La Ni thì mình cứ nhớ tụng câu chú, câu thần chú, mà không ngờ chú Đà La Ni tức là tới cái chỗ không còn cái niệm đối đãi năng sở. Vì câu thần chú là để tượng trưng cho cái không có suy gẫm. Bởi vì đọc tiếng Phạn có gì đó suy gẫm, phải không? Tới không còn có cái niệm suy gẫm đối đãi thì tới đó nhờ cái sức mạnh đó mà mình vượt qua cõi. Còn nếu mình còn có cái niệm đối đãi thì mắc kẹt, nghĩ rằng đây là chính A-la-hán hay là đây là đã tới chỗ bô sanh thì đó là mắc kẹt, vươn lên không nổi.
cho nên tới đó phải dứt mọi niệm rồi mới vượt qua khỏi cái đó. Đó là qua khỏi biển đó. Chứ không phải nhờ thần chú mới qua thì vô tình chúng ta lạc về bên mặt tâm hết, phải không? Đó là một cái đoạn Phật tử hỏi, nó có lý thú trong đạo. Rồi một câu hỏi kế, làm Phật tử, người con đối với cha mẹ, lúc hấp hối, lúc la cha ma, trong vòng 49 ngày phải làm gì để có kết quả tốt, đúng hành động người Phật tử tin chứng? Người ta có Phật tử cũng hay lo lắng cái chuyện này. Đã Phật tử rồi thì lúc mà cha mẹ hấp hối thì phải làm sao? Rồi lúc cha mẹ mất thì phải lo chai ma thế nào? Trong vòng 49 ngày phải làm gì? Thì ở đây trong kinh cũng thường dạy, tôi chỉ tóm yếu lại một vài điểm. Thường lúc cha mẹ hấp hối thì cái người sắp chết lúc đó khổ tâm về, cơ thể nó bị rã rời, đau đớn, rồi thêm cái lo sợ, không biết thân thể mình nó rã rồi, lúc đó mình đi đâu, mình ra sao, cho nên lo sợ, thân đau đớn, và tâm thì quá mốt, cho nên lúc đó không có làm chủ được. Vì vậy mà trong kinh thường khuyên cha mẹ khi sắp hấp hối thì mình là người Phật tử nên cố gắng trong gia đình tụ hội lại cùng chắp tay tụng kinh hoặc là niệm Phật giúp sức mạnh cho người sắp hấp hối đó nhớ tỉnh bớt khổ một phần, chứ còn không thì lúc đó rất là đau khổ. Cho nên có các nơi thì có quý thầy ở gần, tới bây giờ hấp hối hay rước quý thầy quý cô đến chợ điểm đó, thì lúc đó là lúc rất là cần. Còn khi mà mất rồi lo chai ma đó thì thôi tùy khả năng, có ít cúng ít, có nhiều cúng nhiều, cái đó không có quan trọng. Quan trọng nhất là lúc hấp hối. Còn 49 ngày thì nếu mà Phật tử nghèo thì cứ mỗi đêm tụng kinh cầu nguyện cho cha mẹ. Còn khá giả hơn thì làm phước cúng dường để cho tăng trưởng phước đức cho cha mẹ nhờ. Đó là cái phần thường trong các kinh thế giải như vậy. Còn Phật tử này, kính bạch hòa thượng, một, theo kinh điển của Phật con không thấy kinh nào giải cúng sao, mà cứ mỗi năm vào ngày mùng 8 tháng giêng, hễ có ai có bị sao hạn là đến chùa xin cúng, hoặc nhân sao và sao hạn từ đâu mà có, như vậy cúng sao có phải là mê tín hay không? Phật tử thì hỏi thực tế thì không thấy kinh nào dạy mà tại sao có làm. Thì cái điều này tôi cũng có giải nhiều lần, nhưng mà đây tôi giải rõ cho biết Phật tử biết, cúng sao cúng hạn trong kinh không bao giờ, kinh Phật không bao giờ có dạy điều đó. Mà quý vị nếu có chịu khó đọc kinh như kinh Thuyết Thập Nhị Chương Di Giáo thì Phật vỡ những vị tỳ kheo mà coi tướng, coi tuổi, coi sao coi hạn, Phật vỡ mà không cho làm cái điều đó. Mà bây giờ trong chùa lại cúng sao cúng hạn là sao? Thì bởi vậy thế này, hồi xưa xứ sở mình nó chịu ảnh hưởng Nho giáo, chịu ảnh hưởng Nho giáo nhiều, cho nên bên sách Nho ở Trung Hoa truyền xa có những cuốn sách nói về sao hạn, đó là của các ông nhà Nho, nào là cúng sao, nào cúng tam sơn, cúng gì gì đó, thì đó là các ông nhà Nho quay trong lịch rồi cúng cho người dân, chứ không phải trong chùa. Nhưng mà rất tiếc sau này không ai học Nho nữa, rồi lịch không có ai coi, người chỉ có mấy ông thầy còn học kinh chữ Hán, còn biết coi chữ Hán, cho nên rồi cuốn lịch lý đáng của nhà Nho sử dụng mà bây giờ phải đem vô chùa nhờ coi dùng.
Dạ, bởi vì mấy thầy viết tiếng Hán, chẳng thể đâu có Ấn Độ nào nữa. Mà vô chùa coi dùng, thì chùa coi dùng thì thấy cái nói là tuổi đó bị sau đó bị cái nạn đó, bây giờ sợ quá phải làm sao đây? Cứ nhờ thầy cúng dùng luôn, nhờ thầy coi dùng, rồi nhờ thầy cúng dùng, mà mấy thầy thì từ bi, người ta sợ, người ta nhờ, mình giờ làm sao? Nếu từ chối thì tội nghiệp ta sợ, rồi không từ chối thì phải cúng dùng, thì cúng dùng người quen thế rồi. Để cúng tình người thì mất thì giờ của thầy. Thôi mỗi năm đầu năm đó, mùng 8 tới ai có thao gì tao nhờ gì đó thầy cúng lành thôi. Phải không? Thì như vậy là làm, quý thầy làm thế việc cho mấy ông đồ, chứ không phải là công kinh Phật. Mà việc đó là việc của mấy ông đồ thì nó không phải là chân lý. Cho nên mình cúng thì nó không có đúng cái nghĩa đạo, mà không đúng nghĩa đạo mà làm á, mà tin á, thì gọi là tán mê. Thì như vậy thì gọi là mê tín. Trong nhà Phật dạy mình phải tin nhân quả, mình làm điều lành là gieo cái nhân lành, mình làm điều dữ là gieo cái nhân dữ, nhân lành nhân dữ đưa tới cái quả khổ quả vui, phải không? Thì như vậy, khổ vui là từ mình tạo nhân, lành hay dữ, chứ không phải tại sao, tại hạn, đúng không? Mà người ta không chịu biết cái nhân lành nhân dữ, mà đổ thừa sao hạn ở xứ nào? Mỗi ngôi sao là một cái độ mạng của mình sớm. Mà quý vị nghĩ, khoa học tiến bộ đã thấy mỗi ngôi sao là hành tinh như hành tinh của mình ở, thì có ai ở xứ nào đó mà nhìn hành tinh mình hoặc cúng thì mình cười không? Hành tinh nó đâu có nghĩa gì, nó đâu có hộ cho ai, nó đâu có hằng ai, mà tại sao mình cúng? Thì như vậy đó là không có đúng cái nghĩa thật. Nghĩa thật là nhân quả, tạo nhân lành được phước lành, tạo nhân ác chịu quả ác. Không ai đem cái khổ đến cho mình, cũng như không ai đem cái vui đến cho mình, mà từ cái nhân đến cái quả, tin điều đó là chánh tín, còn tin sao hạn là không đúng lẽ thật, cho nên gọi là mê tín.